Ngay sau cuộc họp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến thị sát tình hình các cống, hồ điều tiết trên địa bàn quận Hải Châu, đồng thời chỉ đạo giải pháp nhằm đảm bảo việc vận hành các hồ điều tiết, hạn chế gây ngập úng đô thị. Tuy đã tích cực ra quân nạo vét cống để ứng phó với mưa lũ, nhưng chỉ qua những trận mưa gần đây, hệ thống cống tại một số khu vực ở đường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Lê Quý Đôn đã có tình trạng bị che lấp bởi bùn cát và rác thải. Tại những khu vực này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã yêu cầu Sở Xây dựng quận Hải Châu và các phường tích cực thường xuyên cử lực lượng nạo vét khơi thông, đảm bảo vận hành chống ngập cho khu vực trung tâm thành phố. Dự báo chiều và đêm nay và sáng mai thì trên địa bàn thành phố cũng còn mưa rất là lớn, cho nên là yêu cầu các quận huyện phải tăng cường và tiếp tục đi khơi thông các cửa thu nước mưa. Qua những cơn mưa vừa rồi thì đã có cái sự bồi lấp khẩn trương và làm xong trước 17 giờ chiều hôm nay, để nếu mà tối hôm nay và sáng mai mưa thì có thể là giảm đi cái ngập lụt úng cục bộ. Đồng thời là các quận huyện phải thực hiện cái việc di dân ở những cái vùng thấp để mà tránh cái việc mà ảnh hưởng đến cái tài sản tính mạng của nhân dân. Đến kiểm tra khu vực hồ Ba Sen Vàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị cần chủ động linh hoạt các phương án để điều tiết thoát nước tại đây nhằm chống ngập úng tại các tuyến đường, khu vực dân cư lân cận. Không chỉ riêng khu vực này, các quận trên địa bàn cần xây dựng quy trình vận hành các hồ điều tiết để đảm bảo khả năng trữ nước tối đa nhằm giảm ngập úng khu vực đô thị.